em bớt lọc ngay 10 triệu cho anh chị mình, và bớt lọc thêm tí xíu nữa. Dạ rồi, hôm nay lại là tiếp tục lại là chương trình giảm giá, vừa tri ân khách hàng mà vừa bán được xe nhanh chóng luôn. Anh chị ơi, đây, chiếc xe mà em chuẩn bị giới thiệu đến anh chị mình cũng rất là quen thuộc luôn. Phơm giá như thế này mà quan trọng á, 8 chỗ ngồi rộng rãi, đi không bao giờ lỗi thời. Ở quê mình thấy chạy cũng nhiều mà thành phố chạy cũng nhiều anh chị ha. Và đây là cái chiếc Innova phơm dáng đời 2015, chia sẻ với anh chị luôn. Xe này á, thì trước đó có chạy dịch vụ rồi, nhưng mà em hay nói không phải xe nào chạy dịch vụ cũng tệ, mà không phải xe nào đi gia đình cũng ok. Quan trọng là mình đi mình phải chăm sóc, mình gìn giữ và bảo dưỡng anh chị ha. Đây, cùng em xem một vòng nè. Mặt ga lăng to, đây, đèn gầm đó. Mâm á, thì mâm cũng mâm đúc anh chị ha. Gương tích hợp luôn. Và cái giá mà em chuẩn bị giảm về chiếc xe này cho anh chị mình á là bớt lọc ngay 10 triệu khi đến xem xe. Đó, xem xe xong rồi, cần hỗ trợ thêm cái vấn đề gì nữa, cứ liên hệ cho bên em. Đó, từ cái màn hình, từ cái camera hành trình. Và hai nữa, nếu mà có đầy đủ hết, hỗ trợ một cái bình xăng thật là đầy để cho anh chị mình mang xe về quê. Đó, không mất thêm chi phí ha. Vui vẻ anh chị ha. Cùng em theo dõi bên trong. Đơn giản là Toyota thì bền bỉ không phải chê rồi, bảo dưỡng chăm sóc dễ mà. Phía trong thì nè, ngồi rộng rãi thoải mái, bên đây cũng vậy, bên kia cũng vậy, và hàng ghế sau cũng vậy nữa anh chị. Hiện trạng thì xe chạy dịch vụ, nhưng mà cái chi tiết xe này thì em nghĩ cũng có chăm sóc anh chị ha, có chăm sóc. Và cái vấn đề bảo dưỡng chắc chắn là phải có rồi, người ta đi dịch vụ mà anh chị, hàng ngày hàng giờ luôn, nên người ta phải chăm sóc cho chiếc xe thật là tốt, thật là chất lượng anh chị ha. Cũ số đây cũng còn đẹp nè. Mình hành theo xe, nhưng mà anh chị lên chốt xe đi, ngoài cái lọc 10 triệu đó đó, em cân đối, em hỗ trợ lên một cái màn hình, lên một cái camera hành trình cho anh chị mình nữa. Còn chi tiết xe thì máy lạnh hoạt động nè, ghế da thì cũng bọc ghế da mới cho mình rồi, trần xe cũng còn là trần zin luôn, và đã được chủ cũ người ta bọc thêm một cái lớp ni lông để giúp mình giữ lạnh tốt và vệ sinh thật là dễ dàng rồi anh chị ha. Bốn bên cửa tappi là đều được nhúng, người ta chủ cũ người ta nhúng như thế này, nhìn lịch sự sang trọng anh chị ha. Còn chi tiết thì đó, em Huy đang bấm kính cho anh chị mình xem, lên xuống mượt mà đó. Đây, đẹp chứ đâu phải là xe dịch vụ là tệ phải không anh chị. Đây, đó, mở cốp xe phía sau cho anh chị mình xem là, nhìn từ phía sau tới trước nè. Đó, em cam đoan với anh chị luôn á, trong cái dòng 7 chỗ đa số là không có chiếc nào mà rộng qua Innova hết anh chị. Ngồi hàng ghế nào cũng thoải mái là đây. Thứ nhất là rộng rãi đó, mình thùng thì cao ráo nè. Và hai nữa là trang bị hai dàn lạnh zin cho mình luôn. Ngồi hàng ghế nào anh chị cũng thoải mái, không sợ ngột ngạt. Anh chị mình ngồi mà không có người ngồi nữa, đó, xếp lại như vậy cho em, tha hồ chỗ đồ vô tư luôn, hai bên đó, chở đồ. Còn nếu mà mình không chở đồ á, anh chị vệ sinh sàn bọng á, nó cũng rất là dễ dàng luôn. Đó là một cái cách để mình chăm sóc xe tốt nhất phía bên trong, tại mình đi gia đình là hạn chế xe mất vệ sinh. Còn các cái chi tiết ở đây nè anh chị, đó, cùng em xem nè, đâu phải là xe nào chạy dịch vụ là cũng tệ đâu, nó còn rất là đẹp và sáng luôn, người ta có gìn giữ, có chăm sóc anh chị. Keo chỉ cốp cũng đầy đủ cho mình hết luôn nè anh chị ha. Xe mà có lỗi thì em sẽ báo lỗi cho anh chị mình. Còn xe này là bốn cửa nè, đều keo chỉ nguyên zin nguyên bản luôn, nên em khỏi quay anh chị ha. Từ 2006 tới bây giờ người ta vẫn tin dùng và ưa chuộng, tại vì cái động cơ quá là bền bỉ đi anh chị á. Chỉ về đi chịu khó kiểm tra nhớt, lọc nhớt và đi đường xa kiểm tra nước mát giùm cho em là được. Như xe này cũng vậy, tí là chạy dịch vụ, nhưng mà về máy móc á thì bên em cũng đã kiểm tra, đã test rồi hết đầy đủ cho anh chị mình hết luôn, nên á là luôn luôn có cam kết và có bảo hành cho anh chị mình. Và trong quá trình anh chị mình đến tìm hiểu xe và chốt xe, bên em sẽ tư vấn thêm để cho anh chị mình chăm sóc bảo dưỡng đúng cách anh chị ha. Đó, máy móc là nổ rất là im ắng luôn. Đó, đơn giản không có lỗi gì hết. Đó, thắng ABS đồ đầy đủ cho mình hết. Và đây, keo chỉ của cabo đây cũng là nguyên zin nguyên bản luôn nè anh chị ha. Đó, đây, đó, nguyên zin nguyên bản hết luôn. Vừa rồi á, là em Huy vừa chia sẻ cho anh chị mình một chiếc xe Innova đời 2015, số sàn, xe trước đó có chạy dịch vụ, nhưng mà máy móc á là luôn luôn được bên em cam kết kiểm tra và bảo hành cho anh chị mình. Thì đang được bên em bán với giá là 315 triệu, em bớt lọc ngay 10 triệu cho anh chị mình. Và anh chị mình lên xem xe. Đó, cần hoàn thiện thêm cái chi tiết gì nữa hay không, em sẽ hỗ trợ đầy đủ cho anh chị mình. Đó, và bớt lọc thêm tí xíu nữa khi anh chị mình chốt xe ha. Đó, anh chị mình á, ai mà thêm xem video mà thấy xe phù hợp, cứ nhấc máy liên hệ cho em qua cái hotline là 0777 55 2222. Em sẽ tư vấn cụ thể và chi tiết hơn nữa để cho anh chị mình có một chiếc xe tuyệt vời. Dạ rồi, em Huy cảm ơn chị đã theo dõi video rất là nhiều. Dạ, xin chào.